Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều của ngày 21 tháng 11 năm 2023. Thì trước hết chúng ta nghiên cứu về cái vụ bắt cóc, cái tóm sống một cái tàu mà liên quan với Israel các bạn nhé. Người ta nói đây là cái tàu của tỷ phú Israel, tức là người giàu nhất Israel, tức là bị bắt tại khu vực này đấy các bạn. Và bây giờ thế giới người ta đang cảnh báo là có lẽ là đi vào khu vực này bây giờ không an toàn nữa, như hôm qua chúng ta cũng đã thảo luận. Tức là cái khu vực này là khu vực đi nó từ ngoài Ấn Độ Dương đi vào Vịnh Á Đen. Đây là bắt đầu vào biển Hồng Hải, tức là biển Đỏ. Sau đó vào kênh Suez, là có thể vào Israel. Hoặc là có thể là người ta đi châu Âu, đi đâu đó thì là bị bắt tại khu vực này. Như chúng ta biết là hôm trước chúng tôi cũng đã có thảo luận với các bạn. Tức là hiện nay cái ý đồ của Israel là sau này sẽ... đây là chúng ta biết đây là cái bán đảo Sinai. Đây là bán đảo Sinai. Đây là bán đảo Sinai. Thì chúng ta thấy là cái kênh Suez nằm đây. Kênh Suez nó nằm đây. Chúng ta bạn nào nghe rồi thì các bạn nghe lại nhé. Nhưng mà hiện nay sau này Israel sau khi đánh Gaza xong có thể là thanh toán cái Sinai này. Có thể là không phải trong cái cuộc chiến này, có thể là cuộc chiến sau đó. Tại vì cứ lâu lâu lại có một cuộc chiến mà. Nên là sẽ gây với Ai Cập là lấy cái bán đảo Sinai. Còn không lấy bán đảo Sinai thì nó sẽ, tức là nó bằng cái cách nào đó để mà đóng cửa cái kênh Suez này. Chúng ta biết kênh Suez này là cả một thế kỷ nay là người ta đi bằng cái đường này là con đường ngắn nhất để làm ăn. Thì bây giờ cái chỗ này là Israel đang muốn phá cái chỗ này để làm một cái kênh đảo khác ở đây. Thì nó giáp ngay giải Gaza, ngay cái chỗ này. Đấy. Chúng ta đi vào cái chỗ này chúng ta sẽ thấy này. Đó. Đây thì cái giải Gaza nằm đây. Giải Gaza đây. Đấy. Thì chúng ta thấy đây là nó có một cái nó gọi là một cái biên giới. Đấy. Biên giới là giữa Israel và Ai Cập. Đấy. Đây là bán đảo Sinai. Đây là Gaza. Đấy thì bây giờ nếu mà phải lấy Gaza này, chỗ này là hiện nay Rafah, cái cửa khẩu Rafah đây, thì họ lấy xong cái này cái là sau đó là họ sẽ phá các bạn, họ sẽ phá cái chỗ này đấy. Phá chỗ này đi qua Gaza đấy, đi qua Gaza đây luôn, cho nên họ phải lấy Gaza từ bây giờ, sau đó là nó thành đây là một thành cái một cái kênh là cái là một cái kênh đảo đấy. Nó là như vậy đấy. Hiện nay thì kênh đảo là đang đi theo cái lối này. Đây chúng ta có thể lấy một cái màu khác chúng ta minh họa. Hiện nay đây là kênh đảo Suez nó nằm đây. Nằm đây. Đấy, tức là tàu đi vào đây là đi vào đây. Đấy. Thì cái tàu bị bắt cóc là định đi vào đây đây. Đấy. Thì sau này thì chúng ta biết là nó vừa rồi nó cứ làm mấy cái trò mà cứ tàu nằm ngang đây là không đi được, là mất tốn mất rất nhiều tiền đấy. Thì sau này nó cũng sẽ làm như vậy. Thì bắt đầu Israel nó phá xong cái này thì nó bắt đầu là tàu không đi vào kênh Suez nữa mà là bắt đầu đi vào kênh Gaza. Đấy, ta mô phỏng là kênh Gaza đấy, cho nên là bây giờ cái Gaza này kiểu gì nó cũng phải đánh, nó cũng phải lấy, nó là như vậy thôi. Cho nên bây giờ chúng ta cứ thấy tình cờ là ông cho ông Hamas là ông đánh, cho nên bây giờ nó tự vệ đánh lại, không phải. Đây là tất cả ý đồ lâu dài, bề lâu về dài. Thì đây chúng ta nhìn thế này chúng ta mới thấy rõ. Thế chính vì thế cho nên là rồi sẽ bây giờ lại đẩy bờ tây rồi cao nguyên Golan rồi bên Syria nữa, là tất cả là của người Palestine. Bây giờ đẩy ra, rồi bây giờ đây cũng đẩy ra, bên bờ tây thì muốn đẩy qua bên Jordani, Amman đây, còn Gaza thì muốn đẩy sang Ai Cập, nó là như vậy. Còn cái Golan thì muốn đẩy sang Syria, tóm lại là đất nước này của Israel thôi. Và cái mưu đồ sâu xa nữa là hàng hải quốc tế nó sẽ chỉnh theo cái hướng này, mà các bạn nào mà nghe rồi thì các bạn cứ nghe lại tí nhá, để cho những cái bạn nào chưa bao giờ nghe thì các bạn nghe. Đấy thì chúng ta thấy là tất cả các cái đường hàng hải mà đi thế này là đây, đi thế này là đấy. Đi từ châu Á sang châu Âu là đi vào lối này đó, đi vào kênh Suez. Thì bây giờ nếu mà nó lấy được Gaza rồi, bắt đầu nó sẽ đập, nó phá này, nó thành cái kênh Gaza. Thế là coi như sau đó là lại gây với Ai Cập để coi như biết lại cái, tức là tắt đường cái chỗ mà Suez, cái là đương nhiên thì qua kênh này, mà kênh này thì chưa làm, nhưng mà tại vì nó vướng cái Gaza này các bạn, nên chính như vậy. Thế là bây giờ hàng hóa là bắt đầu là đi, giả sử đi vào đây cái là bắt đầu là đi qua châu Âu này, đi vào Ý, vào Pháp, vào Hy Lạp này đấy, hoặc là đi vào nước Anh thì phải đi qua eo biển Gibraltar là bắt đầu đi tới Anh đấy, hoặc là vào các nước Baltic đấy. Vào Baltic thì đi qua cái eo biển Băng Sơ đấy, đấy là bắt đầu đi vào đó.
Atlantic, còn nếu mà đi qua qua phía phía Tây Phi thì là qua qua này, đấy, Senegal này, đấy, hoặc là vào Liberia đây, đấy, hoặc là vào Nigeria đây, đấy, tất cả những cái chỗ này. Thì còn chỉ có trong trường hợp bên phải này thì người ta không đi qua kênh này thôi. Đấy, bên phải này thì nó từ cái chỗ đây là Trung Quốc, ví dụ Nhật Bản cũng thế, đi theo cái đường đi qua cái chỗ miền đông của chúng ta đây hết, đây đường lưỡi bò của Trung Quốc đây. Đấy, cho nên tất cả các cái gọi là Hàn Quốc các thứ là đi qua hết cái đường này hết. Đấy, đi qua đây qua Malacca, đấy, đến Ấn Độ, đây là Sri Lanka. Đấy thì hiện nay cái chỗ này là chỗ đang bị bắt này. Chỗ đang bị bắt là cái chỗ này. Đấy, cho nên chúng ta thấy được cái mưu đồ của nó là rất là lớn chứ không phải là ấy đâu. Hoặc là từ đây mà sau đó là người ta lại ăn hàng thí dụ như là lấy hàng chỗ Ấn Độ hay là ở đâu đó chỗ này bắt đầu người ta cũng đi ra Ấn Độ đây mà đi qua châu Mỹ là bắt đầu qua đây rồi đi qua đây đấy. Từ đây đi qua đây qua kênh Gaza trong tương lai là bắt đầu đi qua đây đấy, đi qua châu Mỹ Canada với lại Mỹ là đi thẳng bên này. Đấy, nói là cái vấn đề như vậy cho nên nó không phải đơn giản. Thì bây giờ chúng ta phân tích cái chỗ mà cái Houthi này, bây giờ người ta nói là sẽ bắt hết tất cả các tàu nào liên quan đến Israel đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden này. Để chúng ta theo dõi tiếp. Đấy là bây giờ họ nói là sau khi bắt xong cái tàu Galaxy Leader đó là sẽ tiếp tục bắt tất cả các tàu khác có liên quan hoặc thuộc quyền sở hữu của Israel, dù là trên vùng biển quốc tế hay là ở đâu, là cho đến khi nào mà cái xung đột Israel và Hamas kết thúc thì tất cả các cái tàu thuộc Israel có liên quan thì cũng trở thành mục tiêu chính đáng là của họ rồi. Bây giờ ông muốn thì tôi cũng cũng làm thôi, chứ thích thì tôi làm phần tôi thôi. Cho nên đăng tải trên cái mạng xã hội thì chúng ta thấy là các cái trách nhiệm ngoại giao của Houthi nói thẳng luôn là Israel phải hiểu là cái ngôn ngữ vũ lực là như thế nào thì bây giờ phải được hưởng những cái điều như vậy. Cho việc bắt giữ tàu Israel là một bước đi rất là thực tế, cho thấy sự thiếu nghiêm túc của cái lực lượng Houthi, nhưng mà rõ ràng trong việc phát động một cuộc chiến trên biển này bất chấp những chi phí và tổn thất thì đây là mới chỉ là khởi đầu thôi. Đấy, thì chúng ta thấy cái tàu Galaxy Leader là được trang đăng ký dưới một cái tên của một công ty Anh. Đấy, nhưng mà công ty vận tải biển Nippon Yusen, thằng là Nippon là Nhật, là Nippon vận hành mà treo cờ thì treo cờ bà Hamas. Đấy. Tuy nhiên cái dữ liệu vận tải công khai thì cho thấy cái chủ sở hữu quan trọng này là chính là công ty Raycard Carrier của Abraham Ulga, là một trong những người giàu nhất của Israel thành lập. Đấy. Trả lời cái hãng tin của AP thì ông Ulga cũng cho biết cái vụ việc nhưng chưa thể đưa ra bình luận vì còn đợi thêm các thông tin. Ông cũng không dám nói, chưa dám nói là của ông, nhưng mà chắc chắn là của ông rồi. Đấy. Thì trước đây thì cũng có một cái tàu cũng liên quan cái ông tỷ phú này của Israel thì cũng đã bị phát nổ ở vịnh Oman. Đấy. Đấy, hồi đấy là cứ đổ lỗi cho Iran. Đấy. Bây giờ thì mấy cái chuyện này, bây giờ người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận là cái vụ việc của tàu Galaxy này là do Nippon Yusen vận hành và Nhật Bản cũng đang nhờ đến sự trợ giúp của Ả Rập Xê Út, Oman và Iran trong cái việc phóng thích lại con tàu và các thành viên thủy đoàn mà chúng ta biết là bắt được 25 người hiện nay đang là con tin, và cực lực lên án những cái hành động như vậy. Đúng là ông cực lực lên án cái vụ Israel chứ, ông ấy cứ lên án cái động nghĩa Israel thì ông lại cực lực lên án những cái phản Israel. Nên cho nên là cái tránh văn phòng nội các là Nhật Bản ông nói trong cuộc họp báo mà không biết có công dân Nhật nào trong cái thủy thủ đoàn này không, thì tàu này có 25 thành viên với rất nhiều quốc tịch khác nhau gồm có Bulgaria, Philippines, Mexico, Ukraine mà nhưng mà lại không có quốc tịch Israel. Thì nhóm Houthi cho biết là sẽ đối xử với thủy thủ đoàn dựa trên các giá trị Hồi giáo nhưng mà không nói rõ cái giá trị nó như nào. Thì chúng ta biết là cái kênh đảo Suez là trải dài từ cái eo biển Bab el-Mandeb cách bán đảo Ả Rập với châu Phi, thì bên đó là một cái tuyến hàng hải thương mại rất là quan trọng cho vận tải biển và nguồn cung cấp năng lượng cho toàn cầu. Thì đây cũng chính là lý do mà Hải quân Mỹ đã điều tàu đến đây kể từ khi có cái xung đột Israel-Hamas. Nhưng mà hiện nay các cái tàu chiến của Mỹ cũng đang là nằm trong tầm ngắm là của các cái tên lửa của lực lượng Houthi. Cho nên chúng ta thấy cái tình hình mà tại Israel Trung Đông này nó là nghiêm trọng và càng ngày nó càng nghiêm trọng khi mà cái cuộc chiến Israel càng ngày càng leo thang và khiến cho dân thường chết rất là nhiều. Mà bây giờ chúng ta quay trở lại Ukraine thì nói như vậy, như hồi sáng chúng ta nói là ông Austin Austin Lloyd
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ nói là 100 triệu một tháng được không? Mà ông nói đùa, nhưng mà đấy là 100 triệu, có 100 triệu nhưng mà 100 triệu này 100 triệu cuối cùng đấy các bạn. Thế còn khi nào mà bên kia nó họp hành, nó chửi bới rồi nó duyệt nọ kia được thì lúc đấy tính sau. Mà nếu mà có nhanh nhất thì cũng phải đến qua sang năm. Thì đây là có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu thôi. Thì bây giờ nhờ mấy anh Đức với mấy anh loanh quanh này, các anh giúp được bao nhiêu các anh giúp. Thì chứ còn bây giờ là Mỹ là đứa rồi, bây giờ Israel bây giờ sắp tới cũng ngậm luôn, chứ đừng có nói đến Ukraine. Hiện nay là đang lo cho Israel, nhưng mà bây giờ sản xuất cũng không kịp đó các bạn, bên đấy nó xài dữ quá. Thế là may quá là có một cái anh này gọi là anh Akmedia, anh này anh phản bội Nga rồi các bạn nhé. Hôm nay tức là anh đã đem đến cho Ukraine 200 quả tên lửa. Đây, thì cái này là Nga sẽ xử lý thế nào đây thì chúng tôi chỉ biết 200 quả tên lửa rất là quan trọng, rất là quý giá trong cái thời kỳ mà gọi là đang gọi là sốt sốt đạn sốt tên lửa thế này. Còn cái tình hình này ở đây nó thế này các bạn, chỗ Kerinki này nó rất là phức tạp. Đấy, chúng ta nhìn thấy là ba ba cái đốm xanh này, đây một cái đốm xanh này, đây là Kerinki này, thì nó là cái nó hay đáp vào chỗ này, chúng ta đã phân tích nhiều lần rồi, cái chỗ này đấy, chỗ gần cái cầu và cái chỗ phía dưới này đấy, thì là ba cái chỗ xanh xanh đậm đậm này. Thì hôm nay chúng ta chỉ phân tích cái chỗ này thôi. Đấy, cái chỗ này thì đây Kerinki thì nó nằm ở đây đấy, nó nằm ở đây các bạn này. Thì hôm trước chúng ta nói rồi, có thể có những số bạn là chưa chưa nghe ở đây, đã đi vào cái đường này đấy các bạn, đấy đi vào cái đường này tập kích vào đây đấy. Hoặc là cái đường này nó có cái chỗ xuống này các bạn nhé, nó xuống đây nó đi qua đây chỗ này nó đi ngược một tí cái là đi lại xuống xuống chỗ này, tức là hai cái đường xuống chứ không có xuống đây. Đấy, hai cái đường xuống như vậy. Thì chỗ trên trên cái sông này nó có một cái sông sông này nó chảy ra đây đấy các bạn nhé. Đó, chúng ta bạn nào mà chưa theo dõi đây thì các bạn chưa 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 hiểu được đấy, chưa chưa thấy được đấy, nó đi vào như vậy. Hôm nay cũng đi vào đây rất là nhiều, thì Nga bắt đầu là Nga tiến đánh khu vực này. Chúng ta biết là cái khu vực này là nó Nga đánh cái tên lửa TOS, tức là cái loại mà nhiệt áp đấy các bạn, tức là cháy rồi nó nói chung là có thể nói là tổn thất rất nhiều cho Ukraine tại cái khu 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 vực này. Đấy, họ muốn mở rộng ra, đây chúng ta sát vào đây nhưng thì nó bé này, thì thực tế họ muốn mở rộng ra phía ngoài này. Thì sau khi mà Nga sử dụng cái TOS đấy, thì cái TOS đấy thì thông thường là nó khoảng 5 km các bạn nhé, cái bán kính nó khoảng 5 km, thì các UAV bắt đầu nó bay qua, nó giám sát các cái nó tìm kiếm, nó do thám các cái UAV nó nằm ở cái chỗ nào mà bắn vào cái lực lượng của bên bên Ukraine này. Đó, thì chúng ta thấy là rất nhiều, có thể nói là tiêu diệt rất nhiều lính Ukraine tại đây. Thế sau khi họ phát hiện ra vậy, bắt đầu họ cho UAV về, đó là nó gọi HIMARS rồi bắt đầu nó bắn vào các cái hệ thống TOS của Nga, nhiệt áp là coi như là hết luôn các bạn ấy. Tức là nín luôn đó. Nín tức là ở ngoài Bắc nó gọi là gì tôi không biết, là tức là im luôn, tức là đang khóc mà nín đấy, tức là đang khóc mà im luôn. Thế cuối cùng là Nga không 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 thể thấy được. Bây giờ là nó càng ngày càng qua đông mà bây giờ cái top không sử dụng được nữa, thì bắt đầu là Nga phải kêu pháo binh. Trong khi đó thì một số xe tăng của Nga là đang đang tiến từ cái phía Korsuna đến các bạn nhé, đến. Nhưng mà bây giờ cái tình hình mà cái UAV của bên này là chúng ta biết rồi, họ hoạt động rất là tốt, cho nên là rất là khó mà để mà vận động đến, thì chưa vận động đến thì sau khi mà cái top này nó đã không hoạt động được nữa thì bộ binh và xe tăng là Nga không đến, tại cái gì phải có bộ binh vào đây để mà đứng chân. Để không đến thì cuối cùng là phải lui lại để cho gọi pháo binh tầm xa của Nga, là bắt đầu từ từ xa bắt đầu Nga bắt đầu đánh vào, tức là pháo kích lại trong khu vực này. Có thể nói rằng là bây giờ bên đó là chết rất nhiều, và người ta một số thì người ta lui chạy ra sông và chở cả bị thương, cả chở cả tử sĩ chạy, và một số thì người ta luân chuyển, có vẫn còn một số ở đây các bạn nhé. Hiện nay là Ukraine vẫn còn một số ở đây, hiện nay là cái tình hình này cũng rất là nghiêm trọng. Nói chung mà Nga mà sơ sảnh một cái là qua rất đông, cho nên phải đánh liên tục như vậy mà vẫn còn qua. Nhưng mà bây giờ vừa qua vừa đổi, vừa chạy vừa luân chuyển, vừa rút lui, vừa cứu thương binh, vừa tức là chở tử thi về, gọi là tử sĩ về. Đấy, khu vực này cũng nghiêm trọng lắm. Thì chúng ta đi lên cái khu vực này, cái chỗ mà robot thì nè,
Robotina ở đây thì chúng ta lại đến cái chỗ khu vực Lobkové Pyatikhaki này, này. Pyatikhaki thì hiện nay đang đánh chỗ này cũng là đang tiến quân các bạn, đang tiến quân vào chỗ Pyatikhaki. Có giao tranh ở đây không đáng kể lắm, nhưng mà hiện nay cái chỗ khu vực này này, trên cái chỗ Nesteria này, cái lực lượng của bên Ukraine đang tập trung vào đây rất là đông, rất đông. Thế cuối cùng là Nga đã phát hiện được cái khu vực này thì lại UAV của Nga là hoạt động tốt các bạn nhé. Đấy, riêng UAV là khu này phát hiện tốt, chứ còn cái chỗ mà Kherson thì không được. Cuối cùng Nga phát hiện ra là tiêu diệt rất nhiều em ở đây và bắt sống, tức là đầu hàng đấy các bạn. Đấy là một nhóm ở đây là đầu hàng. Tiếp đến là chúng ta lúc ở đây là Nga đánh bom đấy các bạn, đánh bom đến cái chỗ khu vực Robotina này thì nó cũng vẫn như mọi hôm. Thì bây giờ ngày nào nó cũng cũng có thì phải nói thôi các bạn. Thế là cũng cả lại tiếp tục xuống và tiếp tục là ăn đòn. Ăn đòn xong cái là quay về. Em về mang chở thêm thương binh, chở thêm tử sĩ, thì tất cả là em nào đến và em nào đi cũng đều được ăn đạn hết. Tóm lại tất cả các em đều được hết các bạn. Không tấn công được, vừa bị đẩy lùi, mà coi như em đến em đi là như nhau hết, em chết rồi và em chưa chết thì cũng cũng đồng 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 dạng hết các bạn ạ, cùng một giá. Rồi chúng ta đi qua tới cái chỗ cái mỏm Vremica này, chỗ này hiện nay sẵn tự nhiên là từng đánh hăng quá. Thì Nga hiện nay cũng đang cứ dùng chỗ chỗ này thì hầu hết là dùng cái loại pháp 500 thôi, Stromayska, và cái bên này cái Urasna ở phía dưới này, nhưng mà cái mỏm này thì Nga cũng đang sử dụng pháo để bắn vào các khu vực Urasna, Stromayska và Makarovka. Cái chỗ này thì cũng cũng bị UAV của Ukraine đánh này các bạn nha, nhưng mà nói chung là có tổn thất thôi, chứ còn Nga đang vẫn làm chủ về cái hỏa lực tại khu vực này. Còn cái khu vực đây chúng ta đi ngang qua Vuleda rồi, đây Vuleda đây, chúng ta lên cái chỗ này. Lên chỗ này thì có một số cái hình thái nó hơi thay đổi một tí, nhưng mà tôi không muốn vẽ nữa, bởi vì vẽ xong thế là ngày mai lại mất đi thì nó không sướng. Thì hiện nay là tức là nôm na là khu vực này là Nga đang đứng quân, đang đứng quân và để mà sẵn sàng tiến lên. Và hiện nay cái chỗ mà cách cái gọi là cái thị trấn này là còn một cây số thôi, một cây số. Thì tôi thấy là hiện nay là cái lính của Ukraine đang đứng đây các bạn nhé, họ vẫn đang đứng đây, thì Nga vẫn chưa làm được. Thì có chờ sau này đánh tổng tổng lực hay không thì chúng ta chưa biết, nhưng mà chỗ này chưa làm ăn gì được. Còn chỗ khu vực Adika thì hiện nay đây thì chúng ta thấy là Nga cũng đang đứng hai bên rồi. Đấy, đây nó là tuy nó là vùng xám nhưng mà hiện nay là Nga đang kiểm soát. Còn trên khu vực này phía nam của Novokalinova bên Ukraine là nó bay như bướm bướm, coi như là các cái loại UAV các bạn, mà trong đó có một cái loại nó khác thường, nó khổ, nó to mà nó mang được nhiều bom, nhiều nhiều mìn, nhiều lựu đạn trên đó. Nhưng mà cái loại đấy thì nó lại có cái lượng pin thấp, tức là độ bay nó không 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 xa, không, tức là nói chung là về cái độ mà cái tầm hoạt động nó lại không ok, nhưng mà nó là cái độ sát thương thì nó lại rất là tốt, cho nên Nga cũng bị tổn thất ở cái khu vực này. Nhưng mà ở đây khu vực này thì chúng ta thấy là Nga đã nấm dần ra tới trên này rồi đấy các bạn nhé. Đấy, chúng ta thấy là nó rõ ràng là phía cái Novilove này nó tới đây rồi. Cái chỗ mà hai cái đường này mà sắp giáp nhau, và ta đến, nếu mà đến được đấy mà chúng ta ngang qua thì chính là Novo Kalinova đấy. Thì còn cái con đường mà đi vào đây thì nó võng một tới tới dưới này luôn, thì là chúng ta biết là Nga đã có cái những bước tiến rất tốt ở khu vực này. Đấy, còn hai cái chỗ này nó sẽ chụm nhau vào đây. Thì hồi sáng thì cái chỗ này bi quan hơn, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó tương đối là tốt hơn, nhưng mà tuy tuy có tổn thất đấy nhá, các UAV nó xuống đây là rất là tổn thất. Trong đó tôi thấy có một cái UAV to, cái loại mình mới mới mô tả, thì nó có một cái nó hình như nó hết pin hay sao, nó lao xuống đất. Đấy, còn cái chỗ Stepova thì Nga cũng đang đang đứng ở phía bên hai bên đường sắt thôi, chứ còn Stepova chúng ta biết rồi, không nên vào đây. Ở cái chỗ phía nam này thì chúng ta biết là cái khu vực cái chỗ khu công nghiệp này thì nó còn có mấy cái nhà đấy, thì cũng không ai vào không ai ra hết, thì nói chung Nga đã kiểm soát được khu vực này. Đấy, còn đêm này có đánh vào thành phố hay không thì chúng ta chờ thôi. Còn riêng cái khu vực này
thì chúng ta thấy là cái mũi tên đỏ này thì Nga là phát hiện ra là một cái toán nó đang hành quân đến cái chỗ Tà Rốt. Thì coi như là mới đêm qua với hôm nay thì nó đã tuyết rơi rồi, cho nên là khi mà các ông mặc đồ mà vẫn mặc đồ đen, cái đồ đồ lính thì nó là so với tuyết thì nó là thành màu đen. Đấy, là nhìn rất rõ mồn một, coi như bảy ông đi hành quân coi như là giống như rồng rắn lên mây hoành tráng. Nhưng mà đây đâu có biết rằng đây là khu vực này của Nga rồi, Nga đang quản lý rồi, thì đương nhiên là sẽ tặng cho em là mấy quả pháo vào đấy thì các em là làm bẹp hết, làm bẹp tránh rồi. Nhưng mà bộ binh thì Nga nó đây nó có sẵn rồi, xe tăng Nga đây cũng có luôn, thì nói chung là cái nhóm này là đi sạch các bạn nhé. Rồi thì cái khu vực này Anipka thì sáng sủa hơn một chút so với lúc sáng. Còn đây vết sẹo đây, tôi cứ dùng từ sẹo cho nó dễ, tức là nó thực tế nó là Pitdene, còn đây là Zalina và đây này là Sumy. Thì cái chỗ này thì Nga đã lấy lại được cái chỗ cái hồ này rồi, nhưng mà cũng không dám vẽ đâu. Thực tế là nó có ba cái đồi cao này, thì buổi sáng chúng ta view rồi. Đây một cái đồi, đây một cái đồi này, đây một cái đồi, cái đồi này thì có nước. Thì bây giờ là Nga đã lấy cái đồi này rồi, còn hai cái này thì chưa. Cái này thì lấy rồi, nhưng mà có cái là bên bên Ukraine nó vẫn đang nã vào đây, và riêng cái chỗ này thì ok rồi. Nhưng mà có rất nhiều báo cáo nó trái ngược nhau, cho nên chúng tôi cũng nói theo tức là tương đối thôi, chứ không có khẳng định một cách dứt khoát. Tức là bên này thì lấy được rồi, còn bên này thì vẫn đang giao tranh, nó là như vậy các bạn nha. Thì tình hình cái chỗ khu vực này nó là như vậy, tình hình có vậy thôi. Còn riêng cái chỗ mà khu vực Adipka thì tôi nói thêm cái chỗ này, tức là hiện nay cái chỗ mà giao tranh đây, Nga đang đứng đây là chúng ta biết là đã tiêu diệt rất nhiều binh sĩ Ukraine. Hiện nay ở đây nó có hai cái tiểu đoàn, nó thuộc cái lữ đoàn 100, nó viết thư cho Zelensky là đề nghị tiếp viện, nếu không tiếp viện thì sẽ coi như về cũng không được mà tấn tới cũng không được. Thì hiện nay là Zelensky là cứ chiến đấu. Thì bây giờ là nó đã bảo là nó đã không đánh được rồi, lui bây giờ về cũng không về được, mà bây giờ đi vào thành phố cũng không vào được. Thì lấy cái thư đấy thì nếu tình hình mà không đánh được thì thôi chắc phải hạ thôi. Thì đến ngày mai chúng ta xem nó có hạ hay không. Đấy, khu vực này là có hai tiểu đoàn thôi nha, đánh ghê gớm. Nhưng mấy từ hôm qua hôm nay là đánh nát cái khu vực này rồi, định qua luôn bên này luôn. Nhưng mà cũng rất may là Nga cũng đã kịp thời ứng phó tại khu vực này, đủ sức để ứng phó. Còn phía dưới này thì chúng ta thấy là nó vẫn loang lổ như thế này, là Nga chưa thể gọi như là thanh toán hết được toàn bộ cái khu vực này. Toàn bộ khu vực này mà Nga, nếu mà Nga ăn được cái toàn bộ khu vực này là coi như là tôi nói là ngon. Lúc đấy là từ đây là cắt cắt hết một nửa cái chỗ mà cái khu công nghiệp hóa chất với lại nhà máy than cốc này, là cái chỗ này. Còn chỗ này này là điểm cao rồi, cái này điểm cao rồi, cho nên Nga phải lấy được chỗ này. Còn cái khu vực này, dưới này thì nó cái chỗ cái hồ này thì không nói được, từ cái này mà thẳng xuống thì chúng ta nói là nó thẳng xuống cái khu công nghiệp phía Nam này. Đấy, thì Nga phải lấy hết cái toàn bộ khu vực này. Thì hiện nay là chưa làm được cái chỗ này, lo cái phía Bắc này, cái phía Bắc này nó cũng rối rắm quá, nhưng mà từ bây giờ như thế là cũng hơi tạm ổn rồi. Đấy, rất là tốt. Vậy thôi thì cái bản tin buổi chiều thì thường nó ngắn, thì hôm nay chúng ta lại kết kết luận là có ba ba cái vấn đề nổi trội trong cái video này. Một là cái vụ mà bắt cóc táo bạo cái tàu rất lớn của Israel. Hai là cái hỗ trợ vũ khí của Armenia. Cái thứ ba là cái chỗ Adipka hiện nay nó đang đang tiến thoái lưỡng nan, nó viết thư cho tổng thống, gọi điện cho tổng thống, là tức là cái gì nhắn tin điện tử, nói chung là như vậy. Và riêng Kerenski là rất là đẫm máu, tuy là bây giờ là cái khu vực này cũng không ai, và chỉ có hiện nay là chỉ có Ukraine cũng đang đứng ở phía phía mé ở phía ven sông ấy thôi, để sẵn sàng chạy và có sẵn sàng qua, thì tối là có thể lại qua. Nhưng mà qua bao nhiêu là Nga là không không cho đứng vững các bạn nhé, qua đứng có chỗ thế thôi chứ không cho đứng vững. Thì bây giờ Nga cũng phải rút kinh nghiệm thôi, chắc là phải phải xài các loại pháo tầm xa để mà đánh vào. Còn UAV đây gần như là Nga không hoạt động, tịt không hoạt động ấy, mà bên kia nó hoạt động là nó phát hiện ra các cái hệ thống pháo xung quanh, là nó đánh các hệ thống pháo xung quanh, cuối cùng là nó phát hiện ra cả các xe tăng mà bộ binh Nga đang 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 tới để mà coi như là đứng chân ấy, là cũng bị một một hai cái xe các bạn, hai hướng khác nhau thì đều bị có bị hết. Nhưng mà không đáng kể so với cái tổn thất của bên Ukraine, thì
thì Nga nó tổn thất một ít về bộ binh và cái xe tăng ở cái khu vực này thôi, còn các khu vực khác thì nó cũng chưa có thông tin. Vậy thôi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 22 giờ. Và các bạn nhớ qua cái kênh Chuyện Dũng để các bạn xem các cái tập 95, 96, nó cũng có một số cái thông tin rất là hay. Cảm ơn các bạn. Bye bye.